Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với channel của Mèo. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bộ series sinh tồn mới. Đó chính là sinh tồn cùng với bộ tộc người da đỏ. Ta-dang! Mấy bạn thấy phía sau lưng của Mèo không? Có con khỉ đang ngồi đó mấy bộ bạn. Bộ tộc này là bộ tộc trên biển Mèo ơi. Ở đây còn có người cá nữa. Chúng ta sẽ sinh tồn trên hòn đảo của người da đỏ đó mấy bạn. Không biết trên đất có gì vui người, không? Ơi. Đông quá trời đông. Người da đỏ nè, người cá nè. Người mai da nè. Có được con rùa khổng lồ nữa kìa. Ok mấy bạn ơi, nếu như mấy bạn thích cái video mới này của Mèo, các bạn đừng quên hả like nè, subscribe cho Mèo và cả team của Mèo. Đặc biệt là bỏ ra từ 5 đến 15 giây xem video quảng cáo giúp Mèo, cho Mèo có chi phí mua đồ ăn cho hai con bé hái tử với bằng tử nha mấy bạn ơi. Biết đâu mấy bạn hả nhiều like á, mình sẽ ra được cái tập 2 cho cái video này luôn mấy bạn. Nếu như mấy bạn thích thì bạn hả nhiều like cho Mèo nha. Nhớ hả like nha mọi người. Đến với nhà của bộ tộc người da đỏ thế nào. Ủa cái đầu này nó biết nhất Mèo ơi. Đâu cái đầu nào giúp Mèo. Nè cái tượng này Mèo. À mấy bạn nhìn nè, nguyên một bức tượng đá này là cái đầu của ông tộc trưởng. Cái này giống tộc người Maya ghê luôn hết ha. Ừ giống người Maya Mèo ơi. Ô nó mở mắt ra kìa. Trời nó mở mắt ra kìa. Ôi đừng liếc qua liếc lại nữa kìa. Wow. Mày xạo ke. Ôi mày xạo ke mày, mày nhìn được mà mày nói mày tích giả bộ. Ê, không nhìn được mày. Hút này, hút đây có thể là con đường dẫn tới bộ tộc người da đỏ đúng không? Cái này cái giếng bình thường mà sao á? Cái thằng này nè hút ở đây nó để cái đầu lâu xương chéo rồi cái mũi tên chỉ lên ông nội ai dám vô đây trời. Ôi đây là một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ mày ơi. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhìn ghê chết luôn mà vô hả? Không có vô thiệt hả? Vô. Một. Ok tôi sẽ hey. Dẫn cái đầu. Thử coi là gì. Wow. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời cái hố này sâu lắm luôn á. Mình chưa mở mắt mày ơi. Mình nè, này phải mình đúng không? Ai, mình nè. Mở mắt ra, mở mắt ra. Ôi, trời ơi, nãy giờ là mình té mình xỉu mọi người. Bây giờ mình mở mắt nè. Wow, cái gì đây? Đẹp quá đi à. Chúng ta đang ở trên một cái đảo gì mọi người? Quá nhìn bầu trời kìa. Ê, tôi cảm giác như mình đang ở trong một khối vuông á mọi người. Làm như cái bầu trời nó vuông vuông ở chỗ này mấy bạn thấy không? Nó lạnh lạ làm sao á ta. Ôi, vuông phim hoạt hình mày ơi. Ừ, nhìn như thế giới phim hoạt hình luôn, đã thiệt luôn mấy bạn. Bên kia cái cửa hả? Đúng không mọi người? Cái cửa đi mình đi về hay gì kìa phải không? Phải, cái đó không biết nó mèo nhiều khi rồi một con tàu có bóng biển gì vậy? Trời ơi, mấy con rùa đã quá chừng luôn. Con rùa nó bị gì đây? Nó đang ngủ. Mình chửi nó được không? Nó đang ngủ. Bên đây. Ê đánh nó cho bẻ bóng được không? Đánh không có bẻ bóng được mọi người. Kỳ quá vậy. Thôi đi 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 mèo ơi, đây có chấm than nè. Thôi, nó nằm nó ngủ dài đường luôn. Mèo ghê luôn. Ê có cô em da đỏ nào vừa mới kêu cứu kìa, có ai nghe không? Nghe nè, tôi nghe. Kìa, nó la lên nữa kìa, em đi coi đi, có ai không? Nè, có tụi tôi nè bạn ơi, bạn gì ơi. Đâu đâu nè, có cái mũi tên có dấu chấm than nè. Trời ơi. Đây nè, chúng tôi đây nè, hello. Ai kêu tôi đó kết tôi đây. Có người nào bị nhốt trong chuồng kìa mèo ơi. Có cái gì trên này trong chuồng nè. Trời ơi mấy bạn ơi, cái bà này nó bị mấy thằng cướp biển nó nhốt vô trong này. Bả là tinh linh của cái hòn đảo. Ủa hòn đảo không, gì bả là vệ thần mèo ơi. Bả là vệ thần của cái hòn đảo bộ tộc người da đỏ đúng không? Không, hòn đảo của bả là hòn đảo khác. Bả bị bắt lên hòn đảo này á, bả muốn mình giúp bả tìm chìa khóa để bả trở về với hòn đảo của bả. Bả kêu mình đi theo cái đường bắn 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 này để mình tìm cái chìa khóa cho bả đúng không? Đúng rồi. Trời đi theo đường này mèo ơi. Ê mà tôi giờ mới vậy chị tự nó tự mình bắn ra chứ. Tôi nghe cái giọng nữ mà tôi không biết cái đó đàn ông hay đàn bà mà sao á. Cái mặt nạ nó có cái bông chắc chắn là đàn bà rồi. Kỳ quá, cái mặt thì như đàn ông mà cái mặt nạ lại cắm cái bông cũng lạ lùng ghê luôn á. Ủa kiểu như là bộ tập Hawaii á mèo, kiểu tôi thấy nó cũng có cái mặt nạ kiểu này. Trời ơi tôi té xuống nước thôi, tôi bơi luôn đi cho nó lẹ. Tôi khỏi cần phải hả bắt cua gì cho mà. Ê có con rùa bị lật ngửa vậy, mắc cười lắm kìa hết. Để tôi cứu nó mèo ơi. Ôi, rùa để tôi lật mày dậy nghe rùa. Lật mày dậy coi. Wow. Mạnh dữ vậy. Tù quá tù. Hả tim. Hả tim luôn kìa. Vậy biết đâu hồi nãy mấy con kia nó đang bị lật. Ôi mèo chìa khóa. Trời tôi nghe cái tiếng này lại gọi chìa khóa nó kêu tăng 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 tăng. Mèo cho anh lấy cái khi. Rồi xong vô. Trời chìa khóa nó dăng vô trong người tôi nè mọi người. Rồi mèo ơi lấy được chìa khóa rồi. Giờ đem lại giải cứu bà kia hả? Vì mình đem mình vậy. Mở cửa cái bả đi. Bả biết chìa khóa đâu mà bả không đi lấy. Bả rảnh. Trời ơi bả bị nhốt vậy sao mà đi lấy được mèo. Tính ra mèo cũng lấy được rồi. Bả về tới cái hòn của bả từ lâu rồi. Em quên gì bà ta. Trời ơi biết chỗ thì hơn. Ta tê lên bả luôn đi khổ quá. Rồi mở cửa ra, mở cửa ra. Là thành cái gì mà bị mấy thường dân á cấp bị nó bắt cũng hiểu nổi nữa. Rồi ra đây. Ê bả tên là Tala mọi người. Ừ bà này tên là Tala. Mèo á mèo. Nãy giờ á mèo bả nói với tôi á là bả cần một chiếc thuyền rời khỏi đây. Mà bả có một mảnh ghép của chiếc thuyền của bả rồi mèo. Bây giờ là chúng ta phải đi tìm hai mảnh ghép còn lại. Hai mảnh ghép của thuyền của bả hả? Bả cần về cái hòn đảo của bả đúng không? Bả giờ bả kêu mình đi vòng vòng hòn đảo tìm cho bả hai cái mảnh ghép của chiếc thuyền mèo ơi. Ê cái này tôi cái thứ tôi đang thấy có phải là cái cánh thuyền không nha mọi người? Ờ hình như đó là cánh buồm á mèo. Cánh buồm có chiếc thuyền cái gì đẹp rồi. Không? Đi qua đây lấy thử coi. Ủa đi qua. Chỗ này tại sao cứ bắt mình phải bắt cua gì quá vậy? Ê đúng rồi. Ê mèo. Ở đằng kia còn có cái gì nữa kìa? À chỗ này cái này giống cái cây dựng buồm đó nè. Đúng rồi, nó luôn chứ đâu. Ê là mình kiếm đủ hai mảnh ghép luôn hả? Ok giờ mình có hai mảnh ghép rồi, lại bà gì bà tá lả mình hả đúng không? Bà đó tên là Ta La. Bà tên là Ta Lả. Vậy thì bà Ta La mày ơi. Trời bà La hờ sao bà không tự đi kiếm đồ á, mà đi kiếm đồ gì trời. Ôi da. Đó bà ghép chiếc thuyền lên kìa mèo. À wow. Đẹp quá mèo ơi. Trời ơi bà giục cái thuyền rồi. Rồi xong bà về cái đảo bà kìa.
Bả kêu là bây giờ mình theo bả về hòn đảo của bả mèo. Trời cái rương này là cái gì đây? Tôi thấy hòn đảo của bả luôn rồi, trong này là gì ạ? Bản đồ. Bản đồ về hòn đảo của bả này mèo. Trời ơi, vậy mình lấy cái bản đồ này xong mình về hòn đảo bả. Ê, làm như bả không biết đường về hay sao, trong khi có hòn đảo bả trước mặt bả không đi về được mọi người. Rồi đi lên đi lên đi lên. Đâu rồi? Đây. Rồi, tôi bả chèo lên chung nhau chiếc thuyền rồi nè. Rồi. Mà bên ta lấy thuyền chưa? Nè, ở đây tôi xuất hiện ra một chiếc thuyền nữa rồi nè mèo. Tôi cho mỗi người một chiếc cái gì á kìa, chúng ta một chiếc luôn kìa. Luôn rồi nè. Trời đã quá ta. Wow, đi về đi về đi về. Rồi, thấy hòn đảo trước mặt rồi, khỏi cần coi bản đồ. Rồi, mình kéo hết ra qua đi qua bển. Kéo hết ra nữa đúng không? Đưa, tôi đi nè. Làm mèo ơi, hình như là hòn đảo bả đang bị tấn công mèo ơi, bả về bả để bảo vệ hòn đảo của bả đó. Trời yên tâm đi chị ơi, có mấy em ở đây mấy em sẽ bảo vệ hòn đảo của chị. Ủa? Ê, trời, này mình bụng trời bị gì mèo? Nhìn trời thì nó tối tao mặt mày xuống nghe ghê. Trời ơi, tối ta. Ờ đúng rồi, chị lẻo hả? Nhìn tối dữ vậy. Ôi trời ơi, trời bảo bảo bảo. Ôi. Ôi. Tao đánh chưa thấy, đánh chưa thấy. Á, ôi đau đau em. Bảo lên quá. Đau em anh ơi, trời ơi, giá trời có cá nữa kìa. Cá bị ra nhà mèo ơi. Từ cái đảo của bả. Tôi bị lạc mèo ơi. Ra tôi né được sống mẹ, cái thuyền tôi vẫn còn lành lặn mèo ơi. Trời ơi, còn cái thuyền lành lặn của cái thuyền của tôi nè, tôi đi đầu hồi nãy nó quánh tôi sập thuyền luôn, bánh thuyền. Không, tôi thấy nghĩ là thuyền mèo chở cái bà vệ thần ta la nên nó mới nặng quá. Đúng rồi. Ê, làm như tôi càng chạy cái thuyền tôi càng chìm cái gì không? Tôi nghĩ là mèo nên chạy nhanh nhanh vô bờ đi mèo, trước khi cái thuyền của mèo nó chìm hẳn xuống nước. Thế ghê mà, càng chạy thôi nó càng chìm cái kinh dị luôn. Tôi tấp lại vô trong chỗ nào thì thôi một hồi chìm. Nè, vô đây nè mèo, ở đây có lượng nè mèo ơi. Tôi đang thấy mấy ngọn lửa ma chơi. Ok, hay. À, đây. Bơi lên. Ủa sao mấy này nó rung với mèo? Trời ơi, lạnh quá, biết sao không? Trời lạnh rồi bắt bận đồ ít quá hiểu không? Gió thổi vô nó lạnh, nó đứng nó rung vậy đúng rồi. Trời ơi, xăm mình là như đờ róc luôn mèo. Nhìn sao mà lực lưỡng nhưng mà đứng rung mà cắn môi cặp cặp. Ê mèo, hình như là nhiệm vụ của mình là phải đi gặp tù trưởng mèo ơi. Gặp tù trưởng phải không? Ừ, hello mấy anh tù trưởng ơi. Trời ơi, coi tù trưởng ở đây có đồ con giống như mấy ông dân làng không mèo? Thưa cá với ông là tù trưởng đây nhỏ xíu con luôn. Biết sao? Tôi nghĩ là tù trưởng phải đồ hơn. Không, tù trưởng ta nhường cái mấy này ăn, mấy này ăn dữ dội lắm. Nhìn cái tù trưởng bị già nữa mèo ơi. Đúng rồi, kiếm phòng tập gym của mấy anh này coi. Ừ, tập gym ở đâu mà tướng bè quá rồi. Bè quá. Tù trưởng gấp đôi mấy thằng đó rồi sao? Vậy mới xứng là tù trưởng đâu vậy mà ta. Trời nhà ông là thường cứ thấy mèo. Nhà đây nè, nhà đây nè. Trời ơi. Vậy chưa chạy lên chứ bạn. Tù trưởng bự cho ba luôn. Trời ơi, tù trưởng vừa trẻ vừa đẹp. Tôi xin chào tù trưởng. Tù trưởng tên là Kiaora Mikamoto Kutukutudo. Tên tù trưởng đó chị Banda. Kêu bằng tù trưởng bà cho rồi. Tù trưởng đó là xin chào mừng đến với quần đảo Tiki. Cảm ơn đã đưa vệ thần trở về hòn đảo. Nhưng mà dạo gần đây có một chuyện xảy ra ở trên hòn đảo. Để ông nói coi là gì, tôi ông chưa nói hết mèo. Tôi nghe được tiếng của ông, mèo không nghe được đâu. Tôi cần nghe tiếng ông đó, ông cứ gu trong đầu. Mèo ơi, có một người phản bội hòn đảo này rồi mèo ơi. Cái bà dễ thần thì chẳng ai hết trơn. Người ta đang tìm một người anh hùng có thể chiến thắng được cái người phản bội mèo. Ok, vậy là tôi chị Banda đi về. Về thôi chị Banda. Ở đây chị có mời mà đích hút là đàn ông hay cần anh hùng hay cần đàn ông. Không sao mèo ơi. Từ giờ ổng đã không còn là tù trưởng nữa và tôi trèo lên ghế của ông tôi ngồi mèo ơi. Đó, vậy anh hùng thì tôi văng tới chào sẽ sẵn sàng đá đất trong xuống cho làm tù trưởng. Mình sẽ bập bùng. À đúng. Tới đây là bập bùng tù trưởng ơi. Mèo ơi, ông cho mình mỗi người một thanh kiếm nha mèo. Trời, mỗi ta đã trở thành người da đỏ. Ê là người trong làng. Rồi, ra đi. Sao mà cái cho mình giáp đá, giáp lá. Xin tập bộ tộc mà mèo, mình đã trở thành người trong tộc rồi. Đúng rồi, ok. Giờ mình nhập tộc với da đỏ rồi. Kìa ba đỏ. Mở cửa ra cho ta đi qua nào. Cho nó sớm vào. Nó hiện đại ghê. Hiện đại thì công nhận. Đi thôi mèo ơi. Để từ từ con đi mà sao cái TB con hoài hay bắt ghét nha các bà đó. Bà dễ thần cái bực mình nha. Đi. Này đi hướng nào vậy? Ồ, hướng này. Đảm bảo luôn hướng này luôn. Ồ, cái bạn nhìn hung dữ ghê mèo ơi. Trời, các bạn thấy cái bạn hung dữ luôn. À, cái mũi nè, có ở trên đó là hai con mắt, đây là cái miệng nè. Mèo, vô nhà lướt đồ, lướt đồ. Ừ, đúng rồi. Vậy chị thấy cái đồ sẽ vô. Ông thật là khờ. Mèo ơi, một cuộn phép thuật mèo ơi. Đưa đây cho tôi sẽ hả chiếu phép nó bé bé nè. Trời. Bà lấy cuộn phép bà đọc rồi kìa. Đọc lẹ đi còn đưa cho con nữa, con đi giải cứu cái hòn đảo của má cho má ơi. Nhà này có vẻ khá là nghèo mèo ơi. Trời ơi. Nhưng mà ở đây có một cái rương. Nghe cái mùi đâu vô nhà nghèo. Chị ta thấy không? Nghe cái mùi nghèo. Ơi trời trời hả? Có cung tên và mũi tên. Trời. Lấy một mũi tên thôi, đây là cung vĩnh cửu mèo ơi. Ủa vậy hả? Ủa vậy thấy nhà này giàu. Ừ, vậy thấy nhà này giàu. Không có lửa luôn. Nghe mùi giàu vô nè. Rồi bà dành bà đập một mình bà
rồi, bà đọc xong rồi, bây giờ thì đi mèo ơi. Ê, hình như bà ị phép đi đồ vũ khí của bà. Ê, bà bảo là lấy mũi tên đó và bắn vào những cái ngọn đuốc để cho ngọn đuốc phát sáng lên mèo. Đuốc nè, đuốc đang sáng, bắn vô sáng thì mèo. Nè, bắn lên đây nè. Từ đối tượng người ta bắn lên đây nè. À, bắn vô, đúng rồi. Tôi đang bắn này một hồi, tôi bắn hồi cháy làng luôn mèo ơi. Đuốc đang thắp lửa, cái gì vậy? Rồi, chết cha. Thành công rồi, cánh cửa được mở ra mèo ơi. Thi, chết mất kìa. Trời ơi, độc quá à, cái chỗ này lạ ghê luôn ta. Ồ, mở cửa, wow. Lần đầu tiên trong đời. Lần đầu tiên trong đời em thấy nó mở cửa tự sư tử trên. Trời ơi, cái ông này là ông thần mèo ơi. Ê, con khỉ, ê, mày trèo xuống khỉ ơi, mà mày đu mẹ. Em ơi, đu luôn á, em ơi, té lội bắn hỏng em ra vậy em ơi. À, mấy con khỉ mà mèo lo gì cho nó mèo ơi, mình lo cho bản thân mình đi. Có chuối không? Chị có chuối nè, em có đi theo đó, chuối giỏi với zombie giùm chị không? Không, cái này không phải là sinh tồn zombie đâu. Thật tôi nhớ chuối hết hồn. Quá giật chặn đường mình. Trời ơi, quá giật. Đây là thử thách đầu tiên của mình mèo ơi. Đi gì quá giật. Quái giật xui được con trai à. Rồi đi 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 đi. Trời ơi, quá giật. Mấy con này á, mình giống quá giật hơn nó mọi người. Mình đang vô xâm chiếm. Mình là người đẹp trai mèo ơi. Mình vô xâm chiếm lãnh thổ đó, mình quánh cho ba má. Cái này là mình vô để mình chiếm lại thôi. Đúng rồi. Mình giết, mình giành lại những gì đã từng thuộc về đây. 1/4. 1/4 cánh cổng mèo ơi, cái này là mình phải vượt qua 4 thử thách. Đây là hết 1/4 mèo. Mình mới vượt qua 4 cánh cổng rồi đúng không? Nhảy qua. Có gì vậy? Đầu tiên dễ quá vậy. Trời ơi, có 7 gì đâu đúng mèo. Trời ơi, vậy mà bà Banda bà sợ có 7, bà đây tôi không thiếu. Chị Banda chị đâu mà chị gà. Đó, tại chị bắt dẫn cái bà này theo. Cái gì vậy trời ơi. Phép nữa mèo. Bà gì ơi, ở đây đọc giùm cuộn phép này nãy bà đọc dữ lắm mà. Để bà đọc mèo ơi. Đọc giùm đi chị. Ê, bà nói nè, cái cuộn phép này á có vẻ khá là nguy hiểm. Đây là màn đầu tiên của mình mèo. Cái gì màn đầu tiên vậy? Không biết nữa, màn đầu tiên là mình phải à, nó sẽ gạt rơi từ trên đó xuống mèo ơi. Ôi TNT. Nhảy qua nhảy qua. Nhảy cục gạt có TNT nè. Ở dưới nếu mà có cái dòng đỏ hiện lên đó là mình nên né ra mọi người. Đúng rồi. Có thì khỏi cần né. Trời ơi. Wow, đơn giản mèo ơi. Quá đơn giản luôn. Mấy cái này nhầm nhòi với mình đúng không? Đó quá dễ. Trời ơi. Mấy cái này quen. Có độc nước, có độc. Ôi nè, đứng bên này nè. Mình tỉnh tỉnh. Mèo ơi, sắp chết luôn mèo ơi. Có mấy chục giây rồi mọi người, có mấy chục giây à. Thôi, bình tĩnh. Cứ bình tĩnh mà run chị Banda. Cứ bình tĩnh. Em sắp chết chị Banda ơi. Cứ bình tĩnh mà run. Còn sống nhăn răng. Em đứng bây giờ em yên bình dễ sợ luôn á. Chị té xuống dưới chị Banda. Ui. Chị kêu anh bây giờ mình nhảy. Ê, bà chết khôn quá, bà bắt mình đứng đây xong bà xuống đây em nhảy với mình nào. Bà hèn ghê luôn á. Ừ, bà ta la dễ hình gì đâu mà hèn quá. Hết giờ, thắng rồi. Mạng 2. Ờ, với ạ. À, đây, cửa đây. Mạng 2 cái gì đây? Phải không? Mạng 2 là khó hơn, nhanh hơn chị ta. Trời ơi, nữa hả trời. Ui. Ôi, nó khó hơn kìa. Khó quá. À, mạng 2 nó nhiều hơn. Ê, bà kia bà rảnh bà xuống đây bà chơi đi bà. Bà đứng trên đó bà bắt bà chơi là sao vậy? Ôi, nhảy đi, nhảy đi. Ta tôi vòng đúng một máu mèo ơi. Cái gì vậy sao mà đừng để chết nha. Bảo vệ bản thân đi mọi người. Đó. Ôi má chị còn đầy nhóc. Ô trốn. Nhảy đi. Đứng dòm kỹ dưới chân nha mọi người, dòm kỹ. Nè dưới chân mẹ chị Banda chuẩn bị rơi nè. Nhảy qua đây. Đó, thấy chưa? Tôi chơi cái này dễ như cực dễ luôn nha. Đúng rồi. Mắt gà với tôi. Cái này á nó còn quá là xoàng đối với mình mọi người ơi. Đó. Trời ơi mình phải kêu mấy cái nào khó hơn kìa. Cái này đâu có trò được. Thêm miếng tiên tiên giờ chó không hết là nguyên đây mình cũng làm kịp. Thôi. Màn 3 chị Banda, mỗi lần cái vượt qua 3 màn chị Banda. Mỗi lần vượt qua 3 màn thiệt quá. Rồi màn 3 giờ bắt đầu rồi nè mọi người. Vô. Mọi người ơi. Dễ ạ, chị nhảy đâu chị Banda nãy giờ. Chị đứng, đứng nhảy, tu nào đứng yên rồi chị đứng yên. Có 3 mấy giây rồi. Nhảy qua đây chị Banda, nhảy lên, nhảy lên. Trời ơi, còn 30 giây nữa, 30 giây nữa ráng lên. Mang 3 sao mà thấy nó nổ nhiều hả? Nhảy qua đây mẹ ơi. Trời ơi, ở đây đi. Mọi người thấy gì không? Sao nó chơi? Nhảy qua đây, nhảy qua đây. Mang 3 này nó rớt cái gì là tâm tươi vậy mọi người. Nó rớt cái gì mà rớt dữ vậy? Ờ, nó rớt cái gì mưa rơi luôn. Ủa gì vậy? Giờ chơi gì nữa mới vậy? Nước dâng lên, trèo lên đây mèo ơi. Thì nước... À, trời ơi, nó ác như con cá thắt lát. Rồi, mở cửa ra. Cái gì vậy? Tôi đang thấy cái gì trước mặt tôi vậy? Mấy cái cây cà thột thế là... Cái gì? Nó kêu mình bắt cua mèo ơi. Ôi trời ơi, mấy bạn nhìn nè. Đi xuống dưới hả gì á mọi người? Ê mọi người, nhiều khi cái này tàn hình đúng mọi người? Tàn hình? Ừ, chỉ có cái gì tàn hình đó. Đúng rồi. Đừng bước nghe tôi nói vậy thôi nha. Thử đi, hút. Tại vì mình chết cũng đâu có mắc lát gì đâu. Ok, tôi thử nha.
nó không tàng hình mèo ơi. Ủa à, không không mèo, điếu này nè. Nhưng mà xuống dưới hả? Ok, hình như là vậy mèo ơi. Ơ cái này đã ghê mà. Xuống đây xuống đây xuống đây. Nhưng mà xuống đây chị Bình, xuống xuống xuống. Ồ ở dưới nước đi ra nhà, cẩn thận mọi người. Nguy hiểm quá vậy. Trời ơi tôi sợ nó nhảy lên tắt. Nè 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 nè. Ồ nó đứng bắt cua bắt cua. Xuống đây chị Bình ơi. Bắt cua đơn giản mọi người ơi. Đừng tắt chị cho cưng, trời bé cưng nhìn mắt hai mắt cái cưng quá. Chị té xuống nước rồi. Ôi cha, hên quá. Ê nước này không sao, được được, bơi lên được. Cái sau lưng. Bơi lên được không sao chị Bình, đây đây đây. Tờ rồi dạ. Bơi lên chị Bình ơi. Rồi. Bơi lên được rồi nè. Lên được rồi chị Bình ơi. Hướng này mọi người. Cái này dễ mọi người, không sao hả? Cái gì? Cố lên, cố lên, cố lên. Cái tiếng gì mà nghe nó ịt nghe ghê quá mọi người. Rồi từ từ tiếng gì á, tiếng gì á? Đó. Rồi, ăn cục này đúng không? Đây, con cục này là giúp mình nhảy cao lên nào. Giúp mình nhảy cao. Cố lên mèo ơi. Lên nè. Tôi nhảy lên rồi. Lên không? Ok ngon. Trời ơi má ơi, thằng Linh ơi. Trời ơi trời ơi. Chơi cứ này em mà chơi. Bắt cua được mèo ơi. Woo! Ôi trời ơi, nguy hiểm quá. Chỗ nào? Ôi, ôi. Ê cái này trang giang mèo. Ê thôi. À mẹ hay quá mèo ơi. Có tên có tên. Ủa nó bắt cung ghê quá ghê quá. Đừng xem như tưởng. Ôi ôi ôi. Vô một lại nhảy lên. Vô. Thôi chị Bình ơi. Chị Bình ơi. Thôi. Chị Bình ơi nhảy quá rồi mèo. Cho mình ra. Ủa mèo. Có nhảy quá không chị? Lúc sau cục này. Lúc sau cục này. Cô giao từ từ. Rồi một người đẩy. Một người đẩy đi. À mình đẩy cái cục đó mình đi đúng không? Đẩy làm gì cho mệt vậy trời ơi. Khổ quá. Ê, phải đẩy cái cục đó vô nè mèo. Ấy dạ. Ồ đẩy cục đó vô hả? Phải đẩy cục đó vô. À chứ mình qua hay đơn giản quá rồi phải không? Tôi đang đẩy nè. Cớ là tôi. Cớ là đít hút ai cớ là cớ là đi ra cớ là hết ai cớ là mình thấp một người đó. Ông đúng là. Ui ui ui. Ông đúng là gì anh hùng của cái làng này. Cớ là đau. Sáng tạo một đấng nam nhi một đau. Rồi ra phụ. Đẩy vô đây chịu đa không ngờ là hai người này á. Tôi đang đẩy muốn chết hai người không ra đẩy. Trời ơi ta đứng tao nổi vũ vậy mà chê. Đẩy vô. Nó đẩy được đó. Đúng ta. Mở cửa nó kìa. Hả? Wow. Ê, nếu mà không đẩy mình đứng đó mình giật. Oh my god mèo ơi. Oh my god. Mosenderer. Nà đi. Trời ơi cái gì vậy? Ok dễ thôi mà đơn giản. Tao tao. Dễ không mèo? Mèo ơi. Tao ơi dễ ạ. Vậy ta nhảy chịu ta. Để em. Thôi. Múa giọng mà chết luôn mèo. Múa giọng mà chết luôn. Thôi thôi thôi. Ai à? Ghê quá ta. Ghê quá ta. 1 2 3. Ủa mình lo. Chị Bình Nam quá rồi. Ủa tôi qua theo chị Bình Nam nè. Tôi không ngờ là tôi bị lấy cú quất chết tôi luôn nè. Ok để em là để em. Ủa mèo. Xuống lên mèo ơi. Đó. Hay quá mèo ơi. Ôi tôi wow. Đó. Một lần một là qua. Đẩy nữa. Đẩy cái này. Đẩy cái gì? Đẩy nhiều dữ rồi trời. Đẩy gì chứ. Cái này đẩy gì mà. Đẩy gì dặm lên luôn được không? Cái này nó là như là cái gì ta? Giả lập đẩy thùng á. Ê mà chừng rớt. Ủi thùng. Ê chừng rớt cái thùng. Chừng rớt cái thùng. Cái tiếng gì mà cạch cạch cạch. Nghe không tôi nghe kiểu như là mấy cái máy bắn tên đó mèo ơi. Rồi dai. Rồi vô. Rồi xong, mở cửa. Rồi xong cái này là ba cái luôn mèo ơi. Từ từ tôi mới thấy cái mặt. Ai? Oh my god. Giờ làm sao đó trời? Giờ mình thò cái tay dài lên đu với mấy cái. Mèo làm một lần luôn vậy bên đây. Trời ơi trời. Trời ơi. Mèo, đi quá mèo. Ồ, mèo nhớ. Ai? Cố lên mèo, cố lên mèo. Thôi, thôi. Trời ơi mừng. Rồi, lấy cái này nhảy cao lên. Trời ơi, từ. Thoát khỏi đó rồi mọi người ơi. Trời ơi, thoát khỏi đó rồi. Mệt quá mấy bạn ơi. Thôi, thôi, đứng lại đây, đứng lại. Anh mèo. Anh chỉ đi đâu. Đứng lại đi. Tôi qua tới bên này luôn. Trời ơi mấy bạn ơi, mình mệt quá mấy bạn ơi. Chắc là mình phải ngưng clip này tại đây thôi mấy bạn ơi. Nếu như mấy bạn cho video này 100,000 like tụi mình sẽ ra tập 2 nha. Chứ nãy giờ là biết bao nhiêu trước ngày giờ, cả trăm cái ngàn trước ngày giờ kìa. Ờ qua luôn. Khó lắm mấy mèo. Để mình để lần sau mình sẽ giải cứu tiếp bộ tập giai đỏ này mấy bạn. Bộ tập này sao mà rắc rối nhiều chuyện quá à. Mệt ghê luôn á. Ồ vừa qua hàng ngàn cái trong 7 luôn mèo. Mọi người nhớ cho mình 100,000 like để mình tiếp tập 2 của cái video này nha mấy bạn. Ok giờ bye bye mọi người trước nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại. Bye mọi người.